Báo chí quốc tế trong mấy ngày qua có những thông tin trái chiều về kỳ họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp sau là kỳ họp bất thường của Quốc hội ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024 để thảo luận bỏ phiếu miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ do đã có sai lầm, khuyết điểm trong việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm cùng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu như báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Chính ông Huệ đã tự nhận các thiếu sót đó và tự nguyện viết đơn xin thôi các chức vụ trong Đảng cùng Quốc hội và xin nghỉ công tác Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu chấp nhận đề nghị đó của ông Huệ. Và ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua, theo hiến pháp và quy định của pháp luật, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu miễn nhiệm ông Huệ với số phiếu cao. Cần nói rõ rằng, chuẩn bị cho các phiên họp này, trên mạng xã hội có người đoán giả, đoán non rằng việc bỏ phiếu miễn nhiệm ở Quốc hội rất có thể không thành vì khó vượt qua bán số phiếu. Đưa ra nhận định ấy, nhưng họ không hề nêu căn cứ gì, chứng tỏ đây là thủ đoạn gây phân tâm, nghi ngờ nội bộ kết quả phiếu đồng ý miễn nhiệm cao đã là lời cảnh báo những ai đang muốn lái vấn đề sang hướng không lành mạnh nhằm làm rối ren tâm trạng xã hội. Theo đó, BBC dẫn lời giáo sư Abuja từ trường Đại học Quốc phòng Mỹ cho rằng việc ghế chủ tịch quốc hội bị để chống sẽ là tín hiệu xấu gửi đến các nhà đầu tư nước ngoài. Thật ra luận điệu này đã được nêu lên từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức chủ tịch và xin nghỉ công tác, rồi tiếp đến việc ông Võ Văn Thưởng bị kỷ luật, họ lại nhắc lại nhận định đó. Vậy thực chất tình hình đầu tư ở Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay thế nào? Chỉ xin dẫn ra mấy số liệu đáng chú ý như sau. Một theo Tổng cục thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt ước đạt 6,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là số vốn FDI đạt mức cao nhất từ sau đại dịch đến nay. Tính đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2024, tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với số vốn là 2,59 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hai truyền thông Campuchia trên trang mạng SBNNEVKS đăng bài với tiêu đề điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam trở thành trung tâm đầu tư nước ngoài lớn nhất. ca ngợi tiềm năng thu hút đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, nơi có thắng cảnh Vịnh Hạ Long nay đã vượt cả những thành phố lớn, các khu kinh tế tiềm năng khác. Ba doanh thu du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt hơn 3.200 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Với lượng khách du lịch nội địa là 325.000 lượt người, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng khách du lịch lưu trú tăng 11% và công suất phòng tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Mấy con số tiêu biểu nêu trên càng chứng minh tình hình chính trị kinh tế, xã hội Việt Nam vẫn ổn định nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch. Chẳng hiểu các thầy bói sờ chân voi có đọc những dòng bình luận đang công khai này không?